chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau. Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Đơn Dương. Liên kết cộng đồng phát huy sức mạnh toàn dân. Bộ Tài chính cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Lượng CO2 trong khí quyển tăng cao kỷ lục. Đơn Dương khó khăn trong quản lý xe quá tải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng tại 74 đầu cầu trên toàn quốc. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã phát biểu khai mạc. Tại điểm cầu Lâm Đồng có đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng. Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng, các sở ban ngành đoàn thể, các huyện thị thành trong tỉnh đã tham dự. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư cho biết, thời gian qua việc tổ chức học tập nghị quyết theo hình thức trực tuyến đã được thực hiện nề nếp, đạt kết quả tốt, được các tổ chức đảng đánh giá cao. Đây là cách làm có tác dụng thiết thực tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng trong thời gian tới đây. Hội nghị Trung ương 8 diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa 12, là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 12 của Đảng và việc chuẩn bị đại hội 13 của Đảng. Tại hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kết luận về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác. Các nghị quyết quy định kết luận lần này có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh do đại hội 12 của Đảng đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công đại hội 13 của Đảng. Chính vì vậy, hội nghị quán triệt triển khai các nội dung hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa rất quan trọng. Tại hội nghị, các đại biểu ở các điểm cầu trong toàn quốc, trong đó Lâm Đồng có các điểm cầu ở tỉnh ủy, trung tâm hành chính tỉnh và các địa phương trong tỉnh, được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và tham gia quá trình xây dựng các đề án, dành thời gian giới thiệu nghị quyết quy định kết luận của Trung ương một cách chi tiết cả nội dung và kết quả quá trình nghiên cứu thảo luận và quyết định của Trung ương, để các đại biểu hiểu sâu nắm chắc những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới cốt lõi, để có thêm kiến thức làm tốt công tác giới thiệu quán triệt các nội dung của hội nghị Trung ương 8 khóa 12 cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Sau khi hội nghị quán triệt nghị quyết, Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ban ngành đoàn thể nhanh chóng triển khai phổ biến toàn bộ nghị quyết Trung ương 8 khóa 12 đến toàn thể cán bộ đảng viên nhân dân trong toàn tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Chiều nay 23 tháng 11, tổ 1 đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương nhằm thông báo với cử tri một số nội dung kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 14. Lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và chính quyền huyện Đơn Dương đã tham dự. Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đã thông báo với cử tri thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương một số nội dung kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14. Theo đó, sau hơn 20 ngày diễn ra, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thực hiện công tác nhân sự, đặc biệt là bầu chủ tịch nước. Đây là nội dung quan trọng được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, đánh giá cao. Ngoài ra, tại kỳ họp, Quốc hội cũng đã xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, thông qua hội nghị về phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời xem xét thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội còn tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm, xem xét các báo cáo của cơ quan nhà nước, đánh giá cao hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tại kỳ họp vừa qua. Cử tri thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương mong muốn trong các kỳ họp tiếp theo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có thêm nhiều ý kiến kiến nghị quan trọng, đóng góp bổ sung hoàn thiện các dự án luật cũng như quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và của tỉnh. Trên cơ sở những vấn đề tồn tại ở địa phương, cử tri thị trấn Thành Mỹ đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường, nước thải trên địa bàn. Bức xúc trước tình trạng xuống cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Đơn Dương, cử tri đề nghị các ngành chức năng cần kịp thời đầu tư, nâng cấp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
đồng thời phải có giải pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng quá khổ, quá tải. Đây là nguyên nhân gây hư hỏng các tuyến đường. Riêng đối với vấn đề lấy ý kiến của nhân dân trong các dự thảo luật, cử tri đề nghị mỗi dự thảo luật cần phải được lấy ý kiến nhân dân một cách rộng rãi hơn để tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị cần chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, làm nơi kinh doanh, họp chợ, buôn bán hàng rong. Vấn đề chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh cũng được cử tri thẳng thắn chia sẻ góp ý. Buổi tiếp xúc đã được lãnh đạo thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trong phạm vi thẩm quyền của địa phương liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông, xây dựng hệ thống mương thoát nước, chỉnh trang đô thị và các nội dung liên quan. Ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu, giải trình một số ý kiến của cử tri quan tâm như vấn đề về hoạt động của Quốc hội, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, công tác đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, xử lý ô nhiễm môi trường và một số vấn đề quan trọng khác. Ngoài ra, đối với một số ý kiến khác, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, gửi đến ngành chức năng xem xét, giải quyết. Sáng nay, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức khối hành chính nhà nước năm 2018. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến dự và chỉ đạo kỳ thi. Kỳ thi tuyển công chức năm nay diễn ra trong 3 ngày từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11 với 877 thí sinh dự thi. Mỗi thí sinh phải trải qua 3 nội dung thi trắc nghiệm trên máy tính với 90 phút cho 120 câu hỏi. Đó là thi môn chuyên ngành, thi kiến thức tin học và thi ngoại ngữ. Kết quả kỳ thi tuyển đã theo điểm thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng đề nghị các thành viên hội đồng thi, ban giám sát, ban đề thi, ban coi thi, chấm thi phải làm việc công tâm khách quan, đúng nội quy quy chế và quy định của pháp luật. Các thí sinh phải chấp hành nghiêm túc quy chế của kỳ thi, bình tĩnh tự tin để làm bài đạt kết quả cao, đúng thực chất. Được biết chỉ tiêu tuyển dụng công chức khối hành chính nhà nước năm 2018 là 255 cán bộ làm việc tại các cơ quan công quyền trên địa bàn Lâm Đồng. Những nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin: phát huy vai trò và trách nhiệm của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Những thông tin nóng trên lĩnh vực an ninh trật tự. Tối qua 22 tháng 11, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sĩ quan trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Sĩ quan trẻ Tiểu khu Quân sự tỉnh Siem Reap, Campuchia đã tổ chức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác. Tham dự có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Quân khu 4, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Với chủ đề đoàn kết hữu nghị chung tay xây dựng và phát triển, tại buổi giao lưu, Sĩ quan trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Sĩ quan trẻ Tiểu khu Quân sự tỉnh Siem Reap, Campuchia đã cùng nhau tìm hiểu về lịch sử truyền thống văn hóa của hai đất nước, hai dân tộc, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động quân sự, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng lý tưởng cách mạng của đội ngũ sĩ quan về bảo vệ đất nước, xây dựng quân đội trong tình hình mới, đặc biệt là những vấn đề phát triển tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội hai nước Việt Nam, Campuchia nói chung và quân đội Lâm Đồng và Tiểu khu Quân sự tỉnh Siem Reap nói riêng. Thông qua chương trình nhằm nâng cao sự hiểu biết học tập lẫn nhau giữa sĩ quan trẻ hai bên, góp phần xây đắp giữ gìn đoàn kết truyền thống giữa nhân dân và quân đội hai nước ngày càng phát triển. Cũng trong đêm giao lưu, nhiều tiết mục văn nghệ sinh động của cán bộ sĩ quan hai bên đã cùng nhau cất cao lời ca điệu múa ca ngợi tình hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam và Campuchia. Cũng trong tối hôm qua 22 tháng 11 tại thành phố Đà Lạt, Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank Việt Nam đã khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng Agribank lần thứ 3 và thanh niên tài năng khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên năm 2018. Ông Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ban ngành và gần 500 thí sinh đến từ 17 chi nhánh ngân hàng khu vực duyên hải miền Trung Tây Nguyên đã tham dự. Theo đó, hội diễn nghệ thuật quần chúng Agribank lần thứ 3 và thanh niên tài năng khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên diễn ra tại Đà Lạt, thu hút gần 500 thí sinh là cán bộ nhân viên đến từ 17 đơn vị chi nhánh ngân hàng nông nghiệp khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên tham gia ở hai nội dung trình diễn nghệ thuật quần chúng và phần thi tài năng về kiến thức nghiệp vụ. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, qua đó tạo động lực cho cán bộ, nhân viên và người lao động trong hệ thống ngân hàng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh.
Đến dự và phát biểu chào mừng tại hội diễn, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khẳng định, trong những năm qua, hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nói chung đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đồng hành cùng với địa phương trong tổ chức thực hiện các sự kiện quan trọng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Yên mong muốn trong thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam tiếp tục đồng hành và hỗ trợ giúp đỡ địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân và thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo. Dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đã trao 500 triệu đồng tặng quỹ vì người nghèo tỉnh Lâm Đồng nhằm thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của địa phương. Được biết, hội diễn nghệ thuật quần chúng Audiban lần thứ 3 và thanh niên tài năng khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 11. Với các nội dung trình diễn nghệ thuật quần chúng, với gần 90 tiết mục tham gia, bao gồm các thể loại đơn ca, song ca, đồng ca, độc tấu nhạc cụ, với chủ đề ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và truyền thống của ngành ngân hàng Agribank, và phần thi tài năng về kiến thức nghiệp vụ trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Tin bão khẩn cấp. Hồi 10 giờ ngày 23 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc, 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 360 km, cách Phan Rang Ninh Thuận khoảng 370 km, cách Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 560 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 180 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 24 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc, 109,5 độ Kinh Đông, cách đảo Phú Quý khoảng 70 km, cách Phan Rang Ninh Thuận khoảng 130 km, cách Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 270 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, từ 75 đến 100 km một giờ, giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 220 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, khoảng 80 km tính từ tâm bão. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km, đi vào đất liền các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ với cường độ mạnh cấp 7, cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 25 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông. Trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Công điện về việc ứng phó với cơn bão số 9 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điện, giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh, các thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, các công ty thủy điện. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 trên Biển Đông và không khí lạnh, nhiều khả năng trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có mưa to đến rất to và gây ra hiện tượng lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất ở các địa phương. Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc xoáy và kịp thời xử lý tình trạng cây xanh ngã đổ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng của nhân dân do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây ra. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện, các sở ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, các công ty thủy điện khẩn trương tập trung thực hiện ngay một số nội dung sau. 1. Thường xuyên theo dõi diễn biến bất thường của thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, rà soát các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ động ứng phó với các tình huống sự cố bất thường có thể xảy ra. Thực hiện nghiêm túc việc trực ban 24 trên 24 giờ trong thời điểm mưa bão để theo dõi nắm chắc tình hình và những diễn biến thất thường do ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai để kịp thời chỉ đạo, xử lý và ứng phó có hiệu quả. Các tình huống do thiên tai gây ra, thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về tình hình thiên tai thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn. 2. Đề nghị Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc kịp thời thông tin về tình hình mưa lũ để các cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động ứng phó và triển khai phương án di dời người dân đến nơi an toàn. 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tổ chức kiểm tra có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống công trình kênh mương, hồ chứa, thủy lợi, thiết bị phục vụ cho xả lũ trên địa bàn tỉnh để chủ động ứng phó, chỉ đạo các cơ quan đơn vị quản lý các công trình, tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời duy tu bảo dưỡng, nạo vét, khơi thông dòng chảy và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tránh tình trạng ngập lụt. Chủ trì phối hợp với các công ty thủy điện trong việc vận hành các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ, theo đúng quy trình vận hành và quy chế phối hợp đã ban hành. 4. Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tăng cường công tác thông tin, dự báo, kịp thời cảnh báo nhanh chóng đến tận thôn bản, người dân để chính quyền cấp cơ sở và nhân dân chủ động phòng tránh và ứng phó với các hiện tượng mưa bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất có thể xảy ra. Chỉ đạo các phòng cơ quan chức năng có liên quan, Ủy ban Nhân dân cấp xã, khẩn trương kiểm tra rà soát toàn bộ các khu vực dân cư, địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai như các khu vực sườn đồi, núi, khu vực trũng thấp, ven sông suối, hạ lưu các hồ đập, v.v. và có biện pháp cảnh báo giúp nhân dân phòng tránh, kịp thời di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại tại các ngầm, tràn, đoạn đường, bến đò ngang, đò dọc tại các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Kiểm tra chặt hạ những cây có nguy cơ ngã đổ và tỉa cành, mé nhánh, những cây dọc hai bên đường, khu vực dân cư có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị và kịp thời bố trí lực lượng để dọn dẹp, xử lý, khắc phục khi xảy ra tình trạng cây hai bên đường bị ngã đổ, sạt lở đất gây ách tắc, mất an toàn giao thông. 5. Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đường xung yếu như các tuyến quốc lộ, các đường tỉnh, các cầu yếu, các đoạn đường đèo bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị quản lý đường bộ chuẩn bị vật tư, trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó khắc phục khi có sự cố xảy ra, đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt. 6. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chỉ đạo lực lượng công an, quân đội tại địa phương bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng phối hợp với chính quyền các cấp và các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tham gia khắc phục hậu quả khi có sự cố xảy ra và đưa người dân đến nơi an toàn. 7. Sở Công Thương có phương án chủ động, nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm cần thiết để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân, những vùng bị lũ lụt chia cắt nếu có. 8. Các sở ban ngành đoàn thể thuộc tỉnh, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp cùng với lực lượng công an, quân đội và chính quyền tại địa phương tham gia cứu nạn, cứu hộ, đưa người dân đến nơi an toàn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 9. Giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bố trí cán bộ tổ chức trực ban theo quy định, theo dõi nắm chắc mọi tình hình, diễn biến thiên tai, tổng hợp báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại, để Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ và ứng cứu kịp thời. Hết công điện. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Phạm S. đã ký. Phát huy vai trò và trách nhiệm của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm trở lại đây, tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, đáng được tuyên dương và học tập. Họ đã và đang là những tấm gương sáng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đến với cộng đồng dân cư, nhất là tại địa phương có đến hơn 40 dân tộc anh em cùng sinh sống như Lâm Đồng. Từ đó không ngừng nâng cao chất lượng đời sống cho bà con ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Hôm nay, ông Liên Hót Lê cùng với các thành viên trong tổ dân phố Mang Linh, phường 7, thành phố Đà Lạt, đến nhà bà Chin Đời để lắng nghe và chia sẻ những tâm tư cũng như hòa giải tranh chấp giữa gia đình bà với hàng xóm về chiếc giếng gần đó. Đây chỉ là một trong những trường hợp cần được hòa giải, tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà ông Liên Hót Lê giải quyết trong suốt 20 năm qua.
không kể nắng mưa, với tiếng nói của một người có uy tín trong cộng đồng. Ông Lê đã vận dụng những phong tục tập quán để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống xã hội. Khuyến khích bà con trong cộng đồng dân cư tổ dân phố Mang Linh từ bỏ các hủ tục lạc hậu, các tranh chấp khiếu kiện nhỏ và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hồi đó nhà tôi với nhà ông Hàng có tranh chấp nhau việc đào cái giếng. Sau đó bác Lê có xuống nói chuyện để mọi người hiểu nhau, hòa giải. Bây giờ thì ổn rồi. Tại vì cái địa bàn rộng mình không phải là làm công tác này một ngày, hai ngày, mà cái này mình phải làm thường xuyên, lâu dài, một ngày coi như là mưa dầm thấm lâu. Đó là cái kiểu đó mình vẫn là tuyên truyền được. Từ cái vấn đề nỗ lực của bản thân thì bây giờ mặc dù là kinh tế của mình là chưa cái ổn định lắm, nhưng mà với tinh thần được sự tín nhiệm của bà con thì mình cũng hết sức cố gắng. Là một trong số các mô hình tiêu biểu của tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Mục sư Hà Nhiếu và Hội thánh Cơ đốc Phục Lâm Rờ Chai đã vận động bà con tín hữu thực hiện chương trình xây dựng khu dân cư xanh sạch đẹp do Mặt trận Tổ quốc huyện Đức Trọng phát động. Gắn với thực hiện tốt cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, không sử dụng các chất gây nghiện, sử dụng có hiệu quả nguồn nước sạch, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, không xả rác bừa bãi, phân loại rác thải theo quy định, vân vân. Những hành động dù nhỏ bé như nhặt rác, vứt rác đúng nơi quy định đã truyền tải thông điệp lớn hơn đến với mọi người, góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư. Từ khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước về giữ sạch môi trường, cùng với sự tuyên truyền của Mục sư Hà Nhiếu, bà con nơi đây đã thay đổi thói quen từ vứt rác bừa bãi sang thu gom rác đúng nơi quy định. Nhờ đó mà cảnh quan thôn xóm giờ đây ngày một tươi đẹp hơn. Giữ gìn vệ sinh môi trường đã trở thành thói quen của người dân nơi đây. Để làm được điều này, về phía Hội Thánh thường xuyên lồng ghép các nội dung bảo vệ cảnh quan môi trường và các buổi lễ để người dân có ý thức hơn. Giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp còn giúp cho chính người dân bảo vệ sức khỏe cho mình. Sống trong lòng dân, thay mặt nhân dân địa phương phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng cũng như tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới người dân, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện công tác an sinh xã hội. Đó là công việc hàng ngày của những cán bộ thôn buôn, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc. Bằng trách nhiệm của mình, họ luôn là sợi dây kết nối giữa ý Đảng với lòng dân, cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống mới. Vai trò của họ đã và đang được cộng đồng ghi nhận, trân trọng và tôn vinh những đóng góp. Đây cũng là sự khẳng định vai trò tập hợp sức mạnh toàn dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tình hình xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng bình yên và phát triển. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn trên các lĩnh vực. Với việc ứng dụng các tiến bộ vào canh tác, hiện nay giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của Lâm Đồng đạt hơn 36.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất trên 1 hecta đất canh tác đạt 158 triệu đồng 1 hecta một năm, tăng 3,5 lần so với năm 2008. Thu nhập bình quân đạt trên 90 triệu đồng 1 hecta một năm, với các mặt hàng nông sản ngày càng phong phú, đa dạng và được nâng cao về chất lượng sản phẩm cũng như giá trị cạnh tranh. Vì vậy, giá trị nông sản xuất khẩu của Lâm Đồng chiếm 68% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, với các mặt hàng chủ lực là cà phê, chè, rau, hoa. Giá trị xuất khẩu nông sản đạt hơn 375 triệu đô la Mỹ, tăng 184 triệu đô la Mỹ so với năm 2008. Công an thành phố Đà Lạt cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Vinh, sinh năm 1986 tại phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh về tội cướp tài sản. Công an thành phố Đà Lạt đã đưa đối tượng Nguyễn Đức Vinh đi thực nghiệm hiện trường các vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Cụ thể, ngày 15 tháng 11, 2018, đối tượng Vinh đi xe máy Accenter màu đen, biển số 60B1-36678, đã thực hiện 3 vụ cướp giật liên tiếp trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, Công an thành phố Đà Lạt đã xác minh truy tìm đối tượng. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, thì Công an thành phố Đà Lạt đã xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại Hồ Tuyền Lâm và ra lệnh bắt khẩn cấp. Bước đầu, Vinh khai nhận chỉ trong buổi sáng ngày 15 tháng 11, Vinh chạy xe máy lòng vòng trung tâm thành phố Đà Lạt, thấy người đi xe máy sơ hở nên đã ra tay cướp giật 3 vụ, lấy được 5 triệu đồng tiền mặt, 4 điện thoại các loại, 1 dây chuyền bằng vàng 24K,
một số giấy tờ như giấy chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm v.v. Được biết Vinh là đối tượng cướp giật liên tỉnh có một tiền án về tội cướp giật tài sản, mới ra tù tháng 7 2018, đã lên thành phố Đà Lạt và thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Hiện công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Phần tin trong nước và thế giới trong bản tin thời sự tối nay. Bộ Tài chính cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Lượng CO2 trong khí quyển tăng cao kỷ lục. Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, trong đó rà soát cắt giảm 148 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 28 thủ tục hành chính thuộc 13 lĩnh vực. Cùng với việc cắt giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính, Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật. Như vậy, tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ còn lại là 839 thủ tục hành chính. Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các thủ tục hành chính mới, Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4, triển khai cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đặc biệt là đáp ứng của cách mạng công nghiệp 4.0. Theo thống kê của Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 10 đã có 99,94% số doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, với tổng số tờ khai đã tiếp nhận vào hệ thống là hơn 55 triệu. Tổng cục Thuế đã giải quyết trên 12.600 hồ sơ, với tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn là 67.837 tỷ đồng. Đã có 252 doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Từ đó, tổng doanh thu xác thực là hơn 79.880 tỷ đồng. Để tiếp tục cải cách hành chính, ngành thuế đang triển khai đúng tiến độ đề án điện tử như dịch vụ nộp thuế đối với đất đai, hộ cá nhân, đồng thời thực hiện thí điểm về khai nộp thuế lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy, thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà, thí điểm nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh thông qua tổ chức nhận ủy nhiệm thu thuế. Những ngày này, nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bắt tay vào xuống giống sản xuất vụ đông xuân 2018-2019. Do ảnh hưởng của thời tiết nên thời vụ xuống giống năm nay muộn hơn so với mọi năm. Bên cạnh đó, đầu ra của sản phẩm tỏi gần đây không thuận lợi, vì thế nông dân bước vào vụ tỏi mới trong tâm trạng lo lắng. Huyện Lý Sơn đang tích cực triển khai nhiều biện pháp bảo vệ thương hiệu tỏi để lấy lại niềm tin của người tiêu dùng. Sau khi thu hoạch xong vụ hành thu đông, gia đình anh Phạm Như Lành ở xã An Hải, huyện Lý Sơn liền bắt tay xuống giống 6 sào tỏi. Để sản xuất mùa vụ này, anh Lành phải đầu tư trên 80 triệu đồng cho chi phí 6 tạ tỏi giống kèm các khoản chi phí khác. Ngoài lo lắng về thời tiết khắc nghiệt, anh Lành còn lo lắng về đầu ra của sản phẩm tỏi ở niên vụ này. Tiết nó cũng hơi bất thường hơn mấy năm. Mấy năm như chẳng hạn như khi này là người ta họ đã xuống giống gần hết rồi. Nên là vẫn từ từ xuống giống bởi vì lượng mưa quá ít và thời tiết nó bất thường. Rất là lo lắng đầu ra sắp tới. Giả sử như qua năm một cái đầu ra như thế này thì người dân rất là khó khăn. Vụ tỏi đông xuân này, toàn huyện Lý Sơn xuống giống trên 320 hectare. Trung bình mỗi sào tỏi, nông dân phải đầu tư từ 14 đến 15 triệu đồng cho chi phí giống, cát trắng, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới. Chi phí đầu tư cao. Tuy nhiên, thời gian qua, các loại tỏi được trồng trong đất liền, sống ký sinh trên tỏi Lý Sơn khiến giá trị tỏi Lý Sơn sụt giảm. Bước vào vụ tỏi này, hàng ngàn nông dân trên đảo cùng chung nỗi băn khoăn, lo lắng về đầu ra của sản phẩm tỏi. Rồi mới tốn nhiều. Nhưng mà rồi cái là bón không được mấy đồng, cho nên chỗ đó kinh tế nó rất là khó khăn cho gia đình. Vụ tới này nói chung là nhà nước làm xô, cấm tuyệt đối không cho tới ở trong đất liền đem vô. Tới Lý Sơn mà có giá đắt thì còn hay để mình ở trong mà đem về. Coi như để trồng trộn mà tới... Lý Sơn thì coi như Lý Sơn bắt không với mấy. Để bảo vệ thương hiệu tỏi, huyện Lý Sơn đang phối hợp với Sở Công Thương làm chỉ dẫn địa lý cho cây tỏi.
Khi có chỉ dẫn địa lý thì việc truy xuất nguồn gốc và quản lý nhãn hiệu, thương hiệu đối với sản phẩm tỏi sẽ chặt chẽ hơn. Huyện cũng yêu cầu hội sản xuất kinh doanh chế biến hành tỏi Lý Sơn thường xuyên đánh giá việc kinh doanh theo điều lệ. Nếu hộ nào có hành vi lén lút chở tỏi nơi khác về tiêu thụ dưới nhãn mác tỏi Lý Sơn thì có biện pháp xử lý. Huyện Lý Sơn cũng sẽ mở các quầy bán tỏi tại các điểm du lịch để phục vụ du khách. Vụ mùa 18-19 đây thì chúng tôi cũng đã có một cái giải pháp ra cho phòng kinh tế là làm sao chúng ta sẽ có sự phối hợp, có một cái quầy bán tỏi Lý Sơn trên các cái trên cảng hoặc là một địa điểm nào đó để du khách khi mùa du lịch đến Lý Sơn thì sẽ có cái địa điểm để mua. Ngoài ra là các cái hộ nào mà chở tỏi nơi khác về kinh doanh, chúng tôi cũng bắt lập biên bản và cũng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để quản lý chặt chẽ vấn đề này, thì cái việc bảo vệ thương hiệu tỏi của Lý Sơn thì nó mới đảm bảo bền vững được. Toàn huyện Lý Sơn có gần 4.000 hộ nông dân sản xuất nông nghiệp với trên 326 hectare hành tỏi, mỗi năm thu về hơn 2.000 tấn tỏi. Nơi đây được ví là vương quốc tỏi với chất lượng vượt trội, từng được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng. Thế nhưng tỏi Lý Sơn dần mất đi giá trị đối với người tiêu dùng do tỏi bị sản xuất ở nơi khác và nhãn mác. Vì vậy, Lý Sơn cần phải có giải pháp căn cơ hơn để lấy lại niềm tin của người tiêu dùng và nâng tầm thương hiệu tỏi, chứ không đơn thuần chỉ là tuyên truyền, vận động, rồi đến lúc chờ sự giải cứu của cộng đồng như thời gian qua. Các kế hoạch của Mỹ rút khỏi những thỏa thuận kiểm soát vũ khí đang tồn tại hiện nay như Hiệp ước tiêu hủy tên lửa tầm ngắn và tầm trung INF là thiển cận và nguy hiểm. Đây là tuyên bố mới được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra ngày 22 tháng 11. Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Nga và Mỹ với tư cách là những quốc gia sở hữu tiềm năng hạt nhân lớn nhất có trách nhiệm đặc biệt về duy trì an ninh toàn cầu. Do đó, Nga không thể hiểu nổi và cảm thấy lo lắng khi lãnh đạo Mỹ muốn thay đổi nhưng trên thực tế là loại bỏ những hiệp ước quốc tế kiểm soát vũ khí hiện nay. Ông Lavrov khẳng định việc quay lại triết lý duy trì hòa bình dựa trên cơ sở khái niệm bảo đảm hủy diệt lẫn nhau không còn phù hợp với thực tế thế kỷ 21. Nhấn mạnh hai nước cần hợp tác đối phó với những mối đe dọa và thách thức hiện nay, từ khủng bố, khủng hoảng khu vực cho đến biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Moscow sẵn sàng xây dựng mối quan hệ đối tác cùng có lợi với Washington. Tuy nhiên, mối quan hệ này cần phải dựa trên những nguyên tắc tôn trọng và tính đến các lợi ích của nhau, và điều này sẽ phục vụ lợi ích không chỉ của người dân Nga và Mỹ, cũng như toàn bộ cộng đồng thế giới. Trong vòng 6 tháng trở lại đây, các nền kinh tế lớn nhất thế giới đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhập khẩu và điều này tác động tới số lượng hàng hóa trị giá gần 500 tỷ đô la Mỹ. Con số thống kê này được Tổ chức Thương mại Thế giới WTO công bố trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa nhiều nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ giữa tháng 5 tới giữa tháng 10 năm nay, 40 biện pháp hạn chế nhập khẩu mới đã được các quốc gia nhóm G20 dựng lên nhằm ngăn chặn dòng chảy của hàng hóa, gấp 6 lần so với 6 tháng trước đó. Đây là con số lớn nhất mà WTO ghi nhận kể từ năm 2012. Như vậy, trung bình mỗi tháng các nền kinh tế hàng đầu thế giới đã đưa ra 8 biện pháp hạn chế nhập khẩu mới. WTO cảnh báo leo thang căng thẳng thương mại đã là một mối đe dọa hiện hữu. Nếu tình hình này còn tiếp diễn, các rủi ro kinh tế sẽ gia tăng, tác động tiềm tàng tới tăng trưởng, việc làm và giá tiêu dùng trên toàn thế giới. Với việc nhất trí xem xét khiếu nại của các nước liên quan tới các biện pháp thuế quan của Mỹ, cũng như khiếu nại của Washington về các biện pháp đáp trả, WTO đang nỗ lực giảm leo thang tình hình. Chính quyền Thái Lan vừa quyết định chi 100 tỷ bạc, tương đương 70.000 tỷ đồng, xem là quà tặng nhân dịp năm mới dành cho người nghèo và nông dân gặp khó khăn của nước này. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết chính phủ thắt lưng buộc bụng để có khoản chi 100 tỷ bạc vì nó cần thiết để người dân vượt qua khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Đại diện Bộ Tài chính Thái Lan cho biết sẽ có hơn 14,5 triệu người có thu nhập thấp được nhận quà tặng năm mới của chính phủ thông qua hình thức trợ giá, trợ cấp chi phí sinh hoạt hàng ngày như cước điện, nước, thuê nhà và tiền viện phí. Những người già neo đơn, người khó được trợ cấp tiền, chi tiêu hàng tháng. Ngoài ra, chính phủ Thái Lan cũng chi 18,6 tỷ bạc, tức khoảng 13.000 tỷ đồng trợ cấp cho gần 1 triệu nông dân trồng cao su trong bối cảnh giá cao su rớt giá liên tục. Trước thêm hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu sẽ diễn ra tháng tới tại Ba Lan, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO thuộc Liên Hiệp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo lượng khí CO2 trong không khí đã tăng lên ngưỡng cao kỷ lục mới trong năm 2017.
Theo số liệu mới nhất trong báo cáo khí thải nhà kính thường niên công bố ngày 22 tháng 11, nồng độ CO2 trong bầu khí quyển đã tăng lên 405,5 phần triệu trong năm 2017 so với mức 403,3 phần triệu trong năm 2016. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo, nếu không nhanh chóng cắt giảm CO2 và các khí thải gây hiệu ứng nhà kính khác, tình trạng biến đổi khí hậu sẽ gây ra nhiều tác động, mang tính hủy diệt và không thể đảo ngược đối với sự sống trên trái đất. Bên cạnh đó, tổ chức này cũng lo ngại cánh cửa cơ hội để hành động gần như đang khép lại. Ngoài ra, báo cáo còn cho thấy, không chỉ lượng khí CO2 tăng lên, ngay cả lượng khí metan, nitơ oxy và khí CFC-11 phá hủy tầng ozone cũng đang tăng lên. Thông tin cuối của bản tin thời sự tối nay. Đơn Dương làm gì để xử lý xe quá tải quá khổ hoành hành tại địa phương? Thời gian qua, công tác kiểm tra xử lý xe chở quá tải quá khổ trên địa bàn được cảnh sát giao thông và chính quyền huyện Đơn Dương vào cuộc đồng bộ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, vấn đề xe quá tải vẫn diễn ra phức tạp, bất kể các tuyến quốc lộ, đường liên xã liên thôn, xe trọng tải lưu thông luôn để lại nhiều lo ngại cho người dân trong vùng. Tuyến giao thông nông thôn thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lộc, huyện Đơn Dương. Khó có thể thống kê hết mỗi ngày có bao nhiêu phương tiện vận chuyển cát từ mỏ khai thác của Trung tâm Quản lý Khai thác Công trình Công cộng huyện Đơn Dương lưu thông. Xe lớn, xe nhỏ và ngay cả xe trọng tải lớn liên tục hoành hành, dẫn đến đường xuống cấp, tác động lớn đến môi trường nông thôn. Người dân cho biết tại các buổi tiếp xúc cử tri, vấn đề này được nhân dân nhiều lần phản ánh. Trong cái vấn đề mà khai thác cát, bà con chúng ý kiến nhiều về vấn đề là xe trọng tải nặng, hư hỏng đường xá ở địa phương chúng tôi là 5 trên 5 thôn là đang xây dựng cái chương trình nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương. Nhưng mà trong năm nay thì đường xá của Quảng Lập là riêng cái tuyến đường của tỉnh huyện đường 413 này thì nói chung là nó cũng xuống cấp nhiều. Nên chúng tôi đang đề nghị cấp trên là hỗ trợ để sửa các cái đoạn đường này. Không chỉ đường liên thôn, nội đồng, các tuyến giao thông DH, đường liên xã trên địa bàn cũng phải oằn mình vì xe tải trọng lớn. Đường hỏng, người dân kiến nghị, dù được khắc phục sửa chữa, nhưng chỉ trong thời gian ngắn lại xuống cấp. Mỗi mùa mưa đến thì bắt đầu xe chở nặng nhiều thì đường lại xe đi nhiều thì nó xuống cấp. Mới sửa đây chưa được một tháng này, thì hôm nay đã tiêu hết rồi còn gì nữa. Lãnh đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng Đơn Dương khẳng định, công tác phối hợp với các ngành trong xử lý phương tiện quá khổ quá tải được vào cuộc thường xuyên nhưng vẫn gặp khó khăn. Do cái nhu cầu phục vụ nông thôn mới của Đơn Dương là rất là nhiều, nên là vấn đề mà xe ben, xe đồ thì như là vận chuyển thì cũng khá nhiều. Nhưng mà đa số xe ben thì hiện nay thì cái vấn đề thì quá tải thì cũng có. Thống kê của Công an huyện Đơn Dương, kết quả 10 tháng năm 2018, cảnh sát giao thông xử lý 12 phương tiện chở hàng quá khổ. Nhưng phương tiện quá tải thì không xử phạt được trường hợp nào. Nguyên nhân không có cân tải trọng. Việc xử lý đối với các xe mà chở quá trọng tải quy định thì thực tế chúng ta phải sử dụng cân để cân cái phương tiện này. Và kết quả cân thì thể hiện trên phiếu. Trong thời gian vừa qua thì hiện tại cân của chúng tôi đã bị hư do đã được trang bị lâu năm. Việc đề xuất cân thì hiện tại thì cũng chưa được cấp cân mới. Thì việc không có cân để sử dụng thì gây ảnh hưởng rất là lớn đối với cái việc xử lý các loại xe, các phương tiện mà chở quá tải trên địa bàn huyện. Huyện Đơn Dương có gần 570 km đường giao thông các loại, tỷ lệ cứng hóa đến nay đạt hơn 80%. Là huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Đơn Dương tiếp tục lộ trình nâng cao các tiêu chí, trong đó có giao thông. Tuy nhiên, nếu không có giải pháp quản lý tốt xe trọng tải lớn lưu thông trên địa bàn như hiện nay, thì việc hàng tỷ đồng của nhân dân đóng góp và nhà nước đầu tư cho hệ thống giao thông thì khó đảm bảo. Khi mỗi ngày, những con đường các tuyến phải oằn mình chống đỡ xe quá tải, quá khổ như thế này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.